Sau bao nhiêu ngày mọi người hỏi về tam thất bắc tươi thì hôm nay nhà Ôlala đã có rồi nhá. Mấy hôm nay Ôlala đi lên rừng, trèo đèo lội suối đến những bản xa để tìm tam thất bắc. Và đây cũng là cây dược liệu được mệnh danh là vàng không đổi được. Tại sao lại là như vậy thì hôm nay cùng Ôlala tìm hiểu nha. Với người đồng bào vùng núi tụi mình thì ngoài không khí trong lành mát rượi ra, để có sức khỏe tốt thì cũng nhờ những cây dược liệu như vậy này. Với cây tam thất bắc và những củ tam thất bắc như thế này thì đã được trồng rất là lâu năm rồi, thường sẽ rơi vào khoảng 6 đến 8 năm nha mọi người. Những củ được trồng lâu như vậy thì thường là dược tính trong củ rất là cao, có công dụng là bổ máu, tăng cường hệ miễn dịch, tiêu sưng, tiêu viêm, giảm đau, giảm u. Nhất là các cô chú anh chị nào mà đang bị u lành tính thì có thể sử dụng tam thất bắc để tiêu u cho cơ thể mình nha. Để có thể sử dụng được lâu với củ tam thất tươi thì sau khi mang về mình sẽ thái lát mỏng và phơi khô lên, sau đó sẽ rửa sạch qua nước để ráo. Giờ thì mình sẽ ngâm củ tam thất đã phơi khô này với mật ong bạc hà nha. Ở trên Ôlala thì thường sẽ ngâm tam thất cùng với mật ong bạc hà nguyên chất của cao nguyên núi đá Hà Giang luôn. Mật ong bạc hà thì thanh mát, dịu nhẹ, không quá nóng, vậy nên kết hợp cùng với tam thất thì rất là tốt. Thì mình đã có một hũ tam thất ngâm mật ong rồi nha mọi người nhé. Thường là ngâm như vậy thì khoảng trong vòng 2 đến 3 tuần là có thể sử dụng được rồi. Còn đây là combo tam thất mật ong của nhà Ôlala dành đến cho các anh chị nha. Combo cực kỳ mới của nhà Ôlala, 500ml mật ong bạc hà kèm 100g củ tam thất tươi thái lát đã được phơi khô. Hoặc anh chị có thể ring củ tươi hoặc xay thành dạng bột như thế này để ngâm với mật ong cũng đều được. Anh chị nhớ ring luôn trong video này để nhận ưu đãi lớn nha.